bệnh xuất huyết trên cá lóc. Nguyên nhân do vi khuẩn Endomonas sb hoặc Pseudomonas sb gây ra. Dấu hiệu bệnh đầu tiên, cá yếu, bơi lờ đờ, kém ăn hoặc bỏ ăn, xuất hiện từng đốm đỏ trên da, miệng, mắt, hậu môn, gốc vây chuyển màu đỏ, bên trong xoang bụng, gan, thận xuất huyết. Trị bệnh xuất huyết, xử lý nước diệt khuẩn, dùng Redwater với liều 1 kg cho 1.500 m³ nước, hoặc Vime Iodine với liều 1 lít cho 2.000 m³ nước. Trộn thuốc, buổi sáng sử dụng Vime Glucan với liều 1 kg cho 200 kg thức ăn, buổi chiều kết hợp 1 lít Vime FDB với 1 lít Vimendro 200 cho 20 tấn cá, trộn vào thức ăn liên tiếp 5 đến 7 ngày. Lưu ý khi trộn thuốc, thuốc trộn vào thức ăn sao cho tất cả cá trong ao đều ăn được. Không nên trộn chung hai loại thuốc vào cùng một lượt, mà trộn một loại thuốc trước, sau 15 đến 20 phút mới trộn loại thuốc còn lại vào. Lưu ý, sau khi cá khỏi bệnh, buổi sáng dùng Vime Glucan với liều 1 kg cho 200 kg thức ăn, buổi chiều dùng Sofiron với liều 1 kg cho 200 kg thức ăn để giúp cá giải độc gan, tăng cường sức đề kháng. Định kỳ diệt mầm bệnh và nâng sức đề kháng cho cá. Xử lý nước diệt mầm bệnh dùng Vime Cong với liều 1 kg cho 2.000 m³ nước, hay BKC 80% với liều 1 lít cho 2.000 m³ nước. Định kỳ 7 đến 10 ngày một lần trong mùa dịch bệnh và 12 đến 15 ngày một lần trong điều kiện bình thường. Xử lý lúc trời mát và buổi sáng 7 đến 8 giờ. Lưu ý, trong quá trình xử lý nước, lấy nước vào dụng cụ pha tạt thuốc trước, rồi sau đó mới pha thuốc hoặc hóa chất vào. Riêng sản phẩm Vime Cong có thể sử dụng muối trước hoặc sau khi sử dụng sản phẩm để tăng tính hiệu quả của thuốc. Bổ sung thêm dưỡng chất cho cá bằng men tiêu hóa và vitamin. Buổi sáng, sử dụng vitamin C anti-stress với liều 1 kg cho 500 kg thức ăn. Buổi chiều, lactosim với liều 1 kg cho 200 kg thức ăn. Trộn bổ sung liên tục trong suốt quá trình nuôi, giúp cá tăng cường sức đề kháng và hấp thu dinh dưỡng. Người chăn nuôi có thể quét mã QR code ngay sau đây để xem các sản phẩm dùng cho cá của Vimedim.